Với xe đào tạo Forex, xin chào mọi nhà đầu tư. Mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ với xe đào tạo Forex.com, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này, chia sẻ và minh chứng với mọi nhà đầu tư bằng chứng nhận giá trị giao dịch thực tế của bản thân tôi xuyên suốt trong thời gian dài để mọi nhà đầu tư cùng nhìn nhận và đánh giá. Tôi mong muốn rằng trên con đường mà các bạn tham gia vào thị trường giao dịch Forex, hãy đi chậm lại để nhìn nhận, hãy đi chậm lại để đánh giá và thực tế thấy rõ được các giá trị vận dụng trên thị trường. Không có chuyện á quân Forex thế giới hay pro trader hay chủ các kênh YouTube, chủ các diễn đàn Forex ra ngoài chỉ là những minh chứng mồm mọng. Nào là phân tích về xu hướng đọc lệnh trên thị trường hoặc cho chiến lược mà không chịu giao dịch thực tế, cũng như chỉ đưa plan giao dịch và cho nhà đầu tư thấy một thứ, đó là nhà đặt lệnh chờ trên thị trường mà không chịu show full toàn bộ lịch sử. Đây là điều mà mọi nhà đầu tư cần phải nhìn nhận, đánh giá và thực tế thấy rõ được. Trên con đường mà bản thân các bạn tham gia vào trong thị trường này, hãy thực tế chứ đừng nghe những gì bọn lừa đảo bịp bợm chúng nó đang bịp nhà đầu tư. Nếu giao dịch được thì bọn chúng đã vận dụng áp dụng vào trong thực tế. Nếu giao dịch được thì bọn chúng đã chứng minh bằng thực tiễn trên thị trường. Đây là điều mà nhà đầu tư cần lưu ý. Tôi chia sẻ và cho nhà đầu tư thấy rõ về những góc khuất cùng với những vấn nạn trên thị trường. Mời nhà đầu tư theo dõi và tự đưa ra các giá trị cho các bạn khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này. Các bạn đi đến đây tự dưng bệnh. Ừ. Nhà mày bán nệm có thứ được không? Bây giờ vào hè thì cũng chậm. Hè phải khuyến khích người ta mua nệm chứ. Nằm nệm mùa hè nó mới ra sản sinh ra nhiều em bé. Không, thật sự ra dân mà nằm nệm rồi mùa nào nó cũng nằm được hết này. Ừ, nó bỏ ra là nó đâu có nằm được nổi cái cây kia đâu. Dạ. Nó bóc cái chiếu trúc nệm vậy. Ừ. Bật điều hòa để nằm. Đúng rồi. Tới cái mùa hè mà bật điều hòa để nằm thì có khác cái mùa đông. Dạ. Vào vẫn phải đắp chăn bỏ bà ra. Đắp chăn. Bật tầm toàn 16 độ vào mát nào. Dạ. Em nằm là em toàn bật 16 đấy nhỉ. Ừ, xong rồi toàn bị chỉnh lại. Em là cơ thể của em nóng. Thầy luôn hạ tâm nhiệt độ. Qua tâm bé là massage là nó kéo khỏe quá. Nó bị dính nước mưa chỗ nhà ông ấy đấy. Anh chỗ nhà ông Khiêm đó. Hôm qua xuống đấy bị mưa mà. Ông đi gì? Đi xe hơi nhưng mà từ ngoài xe hơi đi vào. À, dạ. Thì từ ngoài có mấy hạt mưa thôi đâu. Nó dính vào đấy. Mấy bây giờ thời tiết tiết ở ngoài Bắc đang thay đổi thế này, nên là dễ ảnh hưởng sức khỏe này. Thầy đi thầy giữ sức khỏe như ở ngoài em đi hồi trước này cũng thời tiết thay đổi. Bắc đó, thấy like không? Ăn kinh không? Đó, tài khoản nhỏ xíu. Làm cái gì muốn trở thành nghệ nhân thì có một cái là phải rèn giũa kinh khủng lắm. Mày, anh nói thật với mày, má anh chỉ có suy nghĩ đúng một thứ, má muốn giàu hay muốn nghèo thôi. Thế nên khi mà mày không có khả năng mà mày làm được thì mày phải đối diện với nhiều thứ. Còn khi mà mày đã làm được rồi thì mày thấy mọi thứ má nó rất là bình thường. Thế nên tao là tao cứ đương đầu hết. Thời đấy mày về thì cô Điền cũng khóc lóc. nó về thì bà Điền nhé, em ôm nó khóc mà. Quý nó ở trong đấy, thằng này nó biết điều lắm. Mấy cả ở cả nguyên cả cái mùa dịch vui mà. Mà suốt ngày mở mắt ra là chơi liên quân này rồi đủ các thứ kiểu. Mới đầu là thằng thử ông Khiêm về trước, sau đó là thằng Thưởng nó chịu không được là nó về, rồi bắt đầu mới là đến thằng Cú Linh mãi đến giữa tháng 10 nhỉ. Chào anh em nhé, mình lên tài khoản khác.